chào các bạn nha, đã đến với Cần Thơ 365. Tiếp tục với những cái hoa Tết 2022. Hôm nay thì mình có ghé chỗ chị Tư ở chợ hoa Tết Long Xuyên, An Giang quý vị, để review cho quý vị những cây mai đại lộc mini. Đây là trước mặt mình là một cây mai đại lộc mini đây. Đây cái mặt hoa nè. Đó. Đây. Nụ rất là nhiều hoa. Hoa rất là nhiều cánh nha. Đế cũng đẹp nè. Đế uống nè quý vị. Đó, ở đây dì Tư bán rất là nhiều. À, rồi. Mình quay một vòng rồi mình hỏi dì Tư cái nha quý vị. À. Rồi, con chào dì Tư, Tư ơi. À, năm nay mình lên lô sớm không anh dì? Hôm nay dì Tư lên đây cũng được 3 bữa rồi đó. À, 3 bữa. À, dì Tư bán đây được lâu chưa dì Tư? Dì Tư bán tại chỗ chợ Xuân Xuyên này nay là cũng cả chục năm rồi. À, cả chục năm rồi. Năm nào dì Tư cũng ở lại đây, dì Tư bán để phục vụ qua Tết gì đó. Dạ. Yeah. À, năm nay dì Tư về lô này là có những loại mai nào dì Tư? Lô của dì Tư là mai đại lộc là chính nè. Đại lộc là chính. Tại vì đại lộc nó đẹp, giờ nó đẹp mà nó lâu tàn. Nó lâu tàn mà gốc để rồi cái gì tươi cũng đẹp. Dạ. Bông bự nữa. Dạ. Con thấy trước mặt là có một cái lô mai nhỏ nè. À. Thì cái thì Tư mượn phép cho con hỏi những cái cây mai nhỏ nhỏ như vậy thì giá nó dao động khoảng nhiêu hết vậy Tư? Dì Tư bán 80. 80 ngàn một chậu vậy đó. À, là khoảng 80 ngàn một chậu. À, bông rồi cũng cái này nhiêu cánh vậy Tư? Cái này dưới cánh này cũng khoảng chừng 30 ba mấy cánh ta lên chứ không dưới. À, 30 ba mấy cánh. Con thấy cái đế này là mình uống đế từ nhỏ hay gì Tư? Từ nhỏ, cây nhỏ thì mình uống đã uống đế rồi, rồi so ha, hoặc là hình thú rồi chi vậy đó, quấn dạ. Sẵn lên vậy rồi sao mình ghép lên cái cây bo này nè. Dạ. Ở trên là đại lộc. Như một lúc này là nó nở 5 bông hoặc 4 bông, 3 bông không chịu. À, con thấy bên đây nè, cây này nè. Đó. Ồ, có gì Tư nè. Quý vị xem nè, bông nó chùm chùm nhìn thấy cưng lắm. Đó, đại lộc thì cái màu nó hình như là hơi đậm hơn so với cái bông thường phải không gì Tư? Ừ, đúng rồi, nó đậm hơn. Đậm hơn mà cánh nó bự hơn, nó cái bông nó bự hơn, cánh nó nhiều hơn. À. Mà nó đặc biệt đó là nó lâu tàn. Dạ, lâu tàn, nó bông chùm mà. Nó đỡ chậm mà lâu tàn. À. Quý vị có đến thì ghé ủng hộ gì Tư á. Cái này mình có bán online không gì Tư? À, vậy là chẳng hạn như mình mua nhiều dì Tư có ưu đãi gì không? Ví dụ như mua lẻ thì Tư bán vậy, nhưng mua nhiều quá thì dì Tư bao ship. Rồi, dì mua đóng thùng đi gửi dì Tư bao ship. Rồi, rồi liên hệ dì Tư sao dì Tư? Liên hệ dì Tư là số điện thoại của dì Tư 0377 636 587. Rồi, dì Tư. Gặp dì Tư Bến Tre. Dì Tư Bến Tre nhưng mà đang bán ở Long Xuyên An Giang nha quý vị. Có đi ngang thì ủng hộ. Còn con thấy cái vàng lớn này cũng đẹp quá dì Tư. Cái vàng lớn này là hình đế đẹp không? À. Cũng giá hữu nghị lắm. Thì dạ. Mấy cây 2 triệu tới lại thôi. À, triệu mấy 2 triệu hả dì Tư? Ờ, còn thấy bông cũng nhiều quá nè. Cây 25 ngàn. Mai đại lộc, đem lộc về nhà quý vị ơi. À, những cái nụ nữa nè. Rồi. Nụ kẹo quá trơn. Đó, quý vị, nụ trong đó kẹo hết luôn. Rất là nhiều nha. Đây, nhưng mình quay mấy cái cây nhỏ nhỏ này cho quý vị xem. Cây này rơm có đắp chỗ không? Ngày xưa vừa, mỗi vừa anh. Vừa đúng rồi. Đấy, đẹp. Đứng lên rồi, tất cả ổng rồi, rồi. Đây đây, những cái cây này để quý vị xem. Còn cái đế nè. Đế nó một cục nè. Quấn đế khá là đẹp ha. Cái này phù hợp với mình để bàn. Mình thích nhất là cái tên đó quý vị, đại lộc. Chứ cái hoa nó cũng khá là lâu tàn và ha to nữa. Đó, nụ to to không à. Bên đây cái bông thực tế nào đâu.
có phòng thực tế đây. Phòng đẹp ghê luôn đấy tên. Không có cái bông nào qua cái đại lộc này trơn á. Dạ. Đại lộc này là bông bự nhất á. Dạ. Đẹp xuất sắc quý vị ạ. Dạ, đế đẹp nữa hả tôi. Đế như lò xo á. Dạ. Đế đẹp quá. Đế đẹp mà hoa đẹp nữa. Tên cũng đẹp luôn, Đại Lộc. Cái này là cũng 175. Dạ. Đây là những cây bự nè quý vị. Nhìn nụ kẹo quá trơn gì tư. Thôi hoa nụ nữa vậy. Nhiều lắm luôn, quý vị có thể ghé để lựa chọn nha. Xung quanh còn nữa nè. Ở bên đây thì có bông giấy à, mà ở phía trong cũng còn nữa đó quý vị. Khá là nhiều loại quý vị có thể đến đó. Đó đẹp luôn. Phía trong vẫn còn nữa vậy. Quý vị nào có yêu thích mai vàng, đặc biệt là giống mai Đà Lộc thì có thể ghé chỗ dì Tư ở Long Xuyên nha. Mai nhỏ, mai vừa vừa, cái này đa số là những cái cây mini vừa vừa thôi quý vị. Rồi, chúc quý vị năm mới dần sự như ý nha. Cần Thơ 365 xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Rồi, con chào dì Tư ơi. Rồi, dì Tư cảm ơn con nha. Rồi, chào dạ. Vậy năm mới dì Tư cũng bán đi, dì Tư cảm ơn con. Ngày hơn nữa là chào khách hàng hết. Dạ. Để giúp ủng hộ dì Tư mấy năm vừa qua nha. Dạ, rồi, cảm ơn dì Tư.